Cô đến đây bếp ăn được mấy ngày rồi cô? Ủa, cô này con thấy lạ chứ Năm? Chị bán vé số, chị ở đâu hả? Ở bên Mỹ Hội. Dạ. Dạ, 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 dạ. Tụi có nhân viên cũng qua đây. Cô ở bên Mỹ Hội là sao mà biết bếp ăn tình thương của con vậy? Dạ, dạ, cũng có dân bên đây nè. Dạ. Bác người ta giới thiệu. À, dạ. Mình vừa làm vừa nói chuyện gì đó, đang quay vừa tốt vừa vui. Dạ. Thì giới thiệu cái gia đình cư giúp đại gì nè. Dạ. Cô bán vé số hả cô? Dạ dạ. Dạ. Cô bán vé số. Dạ. Cô thấy cơm ở nhà con như thế nào? À, rất là ngon. Dạ. 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 Biết cái cảnh quay YouTube thì nè, cô nói chuyện cho có cái thế cô chơi chút. Dạ. Dạ. Dạ cảnh báo. Đây là hôm nay là thứ Năm làm đứng bếp với lại có mẹ bà Hai với lại bà Chính phụ. Thì món là canh bắp nấu với mồng tơi nè, rau muống xào tỏi. Dạ, đây là cái món mà tàu hũ là kho rau củ thì rất là hấp dẫn luôn. Dạ. Cô ơi, trước giờ là cô đến nhà con chỗ bếp ăn tình thương nhà con là bao nhiêu lần rồi? Lần này là lần thứ hai. Dạ. Ngày hôm trước thì đồ ăn như thế nào hả cô? Rất ngon. Rất ngon. Vậy ông dạ. Cô vậy con cũng chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Cũng chúc gia đình giúp đại an khang thịnh vượng, đạo hạnh lâu dài. Dạ, con cảm ơn, xin mời cô. Dạ. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Thôi mấy bé gái rất là dễ thương nha. Mình ra đây đi. Dạ, con chào mấy cô. Dạ, con chào cô nha. Cô đến bếp ăn tình thương nhà con mấy ngày rồi? Dạ. Cô đến đây nhận cơm lâu chưa cô? Đi 2-3 bữa nay rồi. Dạ, không biết là cơm nhà con sao hả cô? Cô cho ngon, cô nhận xét ngon nha. Lắm. Dạ, ngon lắm ha. Dạ. Tái ăn ngon. Chúc cô ăn ngon miệng nha. Cơm này ngon. Dạ. Ngon. Dạ. Không có khen. Bà ba mới khen. Ăn ngon dữ lắm. Dạ, ăn ngon dữ lắm ha. Dạ, con cảm ơn. Còn bé thì sao nè? Ăn cơm nhà cô thì thấy sao nè? Ngon hả con? Con có thích những món ăn này không? Mỗi ngày là thím Năm ra bếp là những cái món gì con biết không nè? Con ăn gì? Không biết ạ. Vậy là hôm qua con ăn món gì? Hôm qua con ăn món gì? Tàu hũ. Tàu hũ nghèo hay sao? Con đó hai anh em đó. Rồi. Của con ngon quá, quá hấp dẫn luôn. Ở đây là có những cái bé nè. Đó, cô bé cũng đến xếp hàng. Wow, rất là lịch sự luôn nha. Xếp hàng rất là ngay ngắn luôn. Rồi, mình ăn sao hết cậu? Dạ. Dạ. Xuống dưới đi ha. Rồi. Bé này đem về ha, để con đau. Này cho bé nào? Ăn khay chị. Tụi nó không tự múc được, nhỏ quá. Không? Em bưng được không? Cẩn thận bưng tiếp em. Có cảm ơn chưa? 5 khay đó nha, 5 khay đó. Di lại đây Di. Rồi. Rồi tiếp theo. Nè, lấy đũa. Rồi qua đây nè. Rồi qua đây nó cảm ơn cô nha, qua lấy khay xíu. Rồi chưa chưa từ từ. Rồi quý đợi chị gặm chút xíu. Giỏi. Có ai cần đũa thì nói chị cảm. Ai cần đũa? Rồi không cần đũa nè. Này, rồi còn ai cần gì nữa không? Rồi đủ rồi ha. Cẩn thận nóng nha con. Giỏi. Còn có chị thấy nhiều hơn. Qua ngày qua 50 phần không đủ, hôm nay nấu thêm á. Hôm nay cỡ 60 phần, 70 phần. Hôm nay là tăng luôn. Chị để xíu nha chị. Qua 50 phần cho. Chị ăn đây luôn ha. Con đồ đem về không? Hả? Con đồ đem về không? Đồ đem về hả? Có hộp chứ. Mấy cái hộp đem theo. Ừ, mốt nhớ lấy cái hộp đem theo nha. Mốt ghé đây nhớ lấy cái hộp đem theo để xíu thêm năm em mấy cho. Đẹp không? Đũa đẹp không? Đẹp. Rồi. Đây, con trai. Dạ thôi được rồi ạ.
đây 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 quý ăn của em này bớt thôi, bớt ít thôi, phần của bé quý ít thôi rồi. Em chị em ăn cơm với nước tương rồi. Nước tương, quý thích nước tương. Bé xịu à. Ăn gì? Ủa, con ăn cơm hả? Ăn này không? Thích ở dưới ha, ở đây, ở dưới hay xuống dưới? Cho vui đi. Dạ. Nếu mấy đứa có thích xuống dưới thì cứ xuống dưới cho tự nhiên đi, gọi xíu chị cảm xuống. Dạ. Đây 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 đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống. Xuống dưới phải không? Gọi muốn xuống dưới thì xuống dưới. Rồi, này ở dưới có lót sẵn đồ. Rồi xuống dưới luôn. Khẩu trang. Dạ. Nó xuống dưới, chờ xuống dưới đi. Ngày nào cũng lót sẵn hết trơn đúng không? Dạ. Quý cầm được không quý? Lót xong rồi dẹp hả? Đây cắm cầm cho quý đây. Rồi đi xuống. Ở đây nè chị cầm. Quý ngồi ở đâu? Ở đây nè. Ở đây chị. Ăn là ăn cho hết nha, không bỏ mớ nha. Đúng rồi, ăn là ăn cho hết, không có được bỏ mớ nha. Đây, ngày nào thì các bé cũng lại đây ăn hết trơn các bạn ơi. Rồi có lót sẵn mấy cái miếng này gọi là cái gì nè ta? Cái gì? À, ở đâu mà có rồi lấy rồi ta. Rồi cái ngồi ăn ngày mấy nay cũng được 5 bữa rồi, bữa nào cũng lại ăn hết trơn, rất là thích ăn cơm chay luôn. Rồi ngồi xuống. Rồi. Ăn đi nghe, ăn giỏi nghe. Thấy ngon không? Mấy đứa thấy ngon không? Dạ. À làm nửa xin tiếng này vậy? Này đúng quý. Ngon không quý? Quý ăn thử coi. À, mấy đứa thích ăn đây hả? Thì thẩm ngày nào cũng lại ăn hết trơn đúng không? Mà khỏi nấu cơm luôn. Khỏi nấu cơm luôn hả? Rồi ở nhà ba mẹ có nhà không? Ba đi còn mẹ. À, đi làm mày hả? Vì thường ở nhà là ai nấu cơm cho em ăn? Ở nhà ăn mình. Ăn mình hả? Rồi ai nấu? Ba mẹ đi còn ở nhà ăn mình. Rồi ai nấu? Ai nấu ba, cho em? Ba nấu sẵn để ăn. À rồi giờ có kêu ba nấu sẵn nữa không? Không. Không luôn hả? Lại đây ăn thôi. Vì là ba đỡ phải nấu cơm. Ôi thích quá nha. Quá giấc chiều là ăn cơm nhà. Còn giờ này là lại đây ăn. Ôi, em tên gì? Quyền. Còn em tên gì? Bò. Bò, Quyền, Quý, Gấm, Di Di, đúng không? Di. Di hả? Rồi. Ngon không Quý? Rồi con ơi, lại nhận cơm nè, hai bé. Con ơi, lại nhận cơm đi. Đây là đến bếp ăn của chị đó ha. Trước tiên là mình sẽ lấy một cái này. Dạ. Rồi thêm đó là một cái nĩa và một cái muỗng. Rồi con cầm nha. Rồi con qua đây con gấp thức ăn đi. Con gấp tự nhiên nha. Ăn bao nhiêu thì con lấy bấy nhiêu. Bé lại đi con. Đây. Con biết gấp hả? Đây cái thay của con nha. Đó là chị tới rồi. Rồi cho bé tự gấp thôi. Con thích ăn cái gì? Rồi để đây nè con. Để đây. Để đây rồi con ăn bao nhiêu cơm rồi con ăn món nào nè như ba món đều lấy hết hả chị đây nè bao nhiêu cơm được chưa gì đó múc ăn cho rồi đây của em nha đây cô dẫn cho cẩn thận nghe con để nóng con cầm hai bên đây nè con cầm hai bên đây nè rồi con lại bàn nha mình lại bàn ngồi đi chị ơi có rồi hả chị có rồi hả hôm nay nhà mình chào đón rất là nhiều bé nhí luôn chủ yếu là các em học sinh đến đây để nhận đồ ăn vui không con vui không con đến nhà chỗ bếp ăn tình thương nhà gì á là con ăn bao nhiêu ngày rồi con đến mấy ngày rồi hả con mới tới hả con mới tới lần đầu tiên hả rồi hôm nay con thấy cơm nhà gì sao nè ngon không con nè bao nhiêu con ăn đủ không bao nhiêu con ăn đủ không không đủ thôi tạm thời mình ăn nhiêu nha hết cho mình với thêm nha rồi đi thôi rồi lại bàn hết chưa em ăn hết chưa rồi ngồi nghe bé nhí cái ghế cao quá rồi con ngồi đi ôi không được nó bị tuột cái đít rồi rồi
Mở khẩu trang ra mới ăn cơm được con ơi. Trời ơi. Cảm ơn hay ngồi đi con. Em có nghe nó nói gì không? Con tên gì? Đạt. Hai anh em ruột hay là... Ngồi đây chị có ghế nè, ngồi đây đi nha. Dạ, hai anh em ruột đúng không? Dạ. Ngồi đi. Con là gì cả? Con nặng hả? Con số người lớn người ta đi làm chưa về. Nhỏ lại ăn trước. Ừ. Má con xin là, con hỏi con ăn là lạc hẳn. Là mẹ con là lạc hẳn. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 1 hả? À, không biết là cơm ở bếp ăn tình thương nhà có mấy gì có ăn ngon không ha? Hả? Ngon không đẹp? Ngon. Con có thích là bữa nào mình cũng được đến đây ăn không? Dạ thích. Tội ăn mà lắc quá lắc rồi. Sao con không kêu ba mẹ lại đây ăn chung luôn cho vui? Mẹ con lạc hành hả? Yeah. Ngày nào mẹ cũng đi lạc hành hay sao? Thôi để cho nhỏ ăn đi, hỏi quá rồi sao nhỏ ăn. Dạ thì hai bé đó đang ngồi ăn thì ba mẹ cũng đi làm lao động về. Dạ chào chị nha. Chị đến nhận cơm hả chị? Đến nhận cơm. Dạ. Ủa chị đến cùng với ai hả chị? Bé này là dạ. Xin giùm các bà ở nhà nữa. Dạ. Có đi không được rồi con gửi xin giùm. Dạ. Người đi không được, già đi không được. Dạ. Không được có đi xin giùm. Dạ. Chị thấy cơm nhà con như thế nào hay gì? Ngon. Dạ ngon. Đồ ăn cũng ngon luôn. Dạ. Cái này canh bắp. Dạ canh bắp con. Canh bắp. Con muốn ăn canh bắp không? Ăn người. Dạ. Đấy. Ngày nào ở đây tụi con cũng nấu từ 10 giờ đến 12 giờ. Dạ. Các cô chú cứ đến nhận nha. Cô không ngồi ở đây ăn đi rồi mình đem về cho người ta đi không được á. Đi rồi chị đem về. Chị ăn một phần đi. Chị bá chị ăn đi múc canh cho. Dạ. Còn đây là canh phải không? Đây đây cũng cục kho chưa. Rồi chị bá chị ăn đi cho để thằng cơm chị bá ăn đi để múc cho mấy cái này cho. Mấy thằng này nè chị. Mỗi ngày ở bên bếp ăn của mình ra nhiều menu quá chị. Mỗi ngày ăn món. Năm ơi, Năm ơi em múc gì được cho Năm? Một phần đem về ha. Đây một phần đem về. Đồ xào, để chung luôn hả chị? Mình không để riêng ha. Ngăn cơm, ngăn đồ xào, ở ngăn canh. Dạ. Để ăn đi. Con có bọc ha. Con nói gì ăn đó, gì ăn đi thì hết em về. Dạ đây. Em ngồi lại ăn đi nha. Chưa đói kìa. Ngồi cái gì? Ăn cái gì đi. Dần dần từ từ cái bếp ăn của mình đó nhiều người biết đến quá. Bạn mới. Dạ. À, cô biết đến bếp ăn của tụi con lâu chưa cô? Biết bữa khai trương tới giờ. Bữa khai trương tới giờ nha. Rồi chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ rồi. Chị ăn cá ăn không được. Dạ. Mấy người già đi không được. Có kêu ai lấy đi giùm. Bởi vì đưa cái ly giùm không nha nè. Chứ cơm nó cũng bớt đầy đi ba người ăn đó. Chị ba người ăn luôn hả chị? Ba người ăn luôn hả? Dạ. Sức này ba phần đem về. Canh nhìn hấp dẫn quá à. Canh này ăn mát lắm luôn á. Cô làm ngon. Dạ. Vừa miệng ngon. Vừa miệng ngon lắm. Chị ăn đi, chị ăn chay không? Sợ nấu không nè. Đây nè chị. Dạ đây. Cái gò mòn. Cái này ở trên cục cái đó trước. Dạ. Có ai đi mặn hồ mặn gì mà có gần đây kêu rồi ăn cơm nha chị. À rồi để chỉ nha. Dạ với mấy dạ. Người bán vé số đó. Với mấy cô làm xưởng mộc đó. Dạ. Dân lao động. Dạ gửi là chị cũng nhận đi giùm ta cho dạ, mấy người ta đi không có được đó. Dạ. Rồi, nhận giùm không đó. Dạ rồi cảm ơn cô. Dạ. Chú Sáu làm diễn rồi chú Sáu. Dạ. Chú Sáu tự múc đi chú Sáu ơi. Dạ hôm nay thì có chú Sáu đến nhà chơi nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Cơm là chú Sáu. Chú Sáu ăn gì chú Sáu múc đi. Dạ. Ở đây con chỉ toàn là đồ chay nha chú Sáu. Chú Sáu thích món này không?
Cải rồi, áo cải này khác hay ngon chứ. Dạ, cái này ăn có thấy mát lắm nè. Mồng tơi mà đi với lại bắp nữa. Dạ. Dễ ăn. Ngon. Nó canh nó ngọt. Em mua cái đó tiện lợi quá chị ha. Mua canh dễ. Dạ. Canh rồi để ở đây cái gì? Dạ. Để đó. Rau muống xào. Rau muống xào tỏi. Múc đi. Để cái heo lên cho chị. Dạ. Cho chú Sáu tự múc đi chị. Chú Sáu ăn nhiều là theo cái sức của chú Sáu. Chú Sáu dạ, cái nào cũng được. Dạ, cái nào chú Sáu để một ngăn để nước tương á, để mình có ăn nước tương mình để. Dạ. Ngày nào mấy chị em tụi con cũng nấu 50 phần hết trơn. Dạ. 50 phần nữa. Dạ, ngày nào cứ như số lượng ngày hôm nay nhiều thì hôm trước á, tại vì nhận không đủ con tăng số lượng 70. Cô ăn cơm nữa. Dạ. Khỏi nấu. Ngày nào đây cũng dạ. Tao có chai nước tương nè. Chú Sáu có chai nước tương á. Dạ. Có chai nước tương này chứ sáng ngoài ăn. Dạ. Nó nước tương hết chứ sáng. Quý ngon không quý? Trời ơi chị Cẩm đút ăn dữ ta. Không biết viết. Vậy hả? Ăn với nước tương không vậy? Chưa chưa chưa. Còn một. Phải viết hết không là tội biết không? Còn miếng nữa. Quý ăn thấy thương quá ta. Ngày nào quý cũng đến đây hả? Dạ. Mấy giờ đến rồi? Dạ thấy con đến sớm lắm không phải không? Mấy giờ? Mấy giờ con đến? Mấy giờ? 10 giờ, giờ đúng 10 giờ luôn. Trời ơi, đúng giờ luôn. Ghé cậu xíu nữa. Nghe nói là không cho đến là mẹ là khóc la làng phải không? Có không? Mẹ nói nha. Mẹ nói con không cho đến là có khóc không? Ừ. Không hả? Rồi, về nha. Trời ơi, mọi trái cái nè. Rồi, cảm ơn con, bye bye. Thấy cường ác. Nhín cái mồi kìa ông ơi. Nhín lên miệng. Ủa mấy con không ăn canh được hả? Không vô. Mấy con ăn canh đi, chăn canh cho mát. Cô chú anh chị và các bạn ơi, thì nãy giờ thì mấy chị em cũng có tiếp phụ thiếu năm đó, với lại bà Chính là ngoại của Ngăn cũng lên phụ biết anh Tình Thương luôn. Thì nãy giờ mình cũng phát được 50 phần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thạnh rồi, còn lại 10 phần là do các cô chú bị tai biến, người bán vé số, người lao động á không có đến nhận được. Dạ, dạ, dạ đây mấy cô lại tiếp tục đến nhận lai rai rồi. Thì sau khi ăn xong á thì thiếu năm với lại bà Chính như mẹ phụ giúp để mà rửa mấy cái chén để úp lên cho nó nắng nó khô ráo để cho tiếp tục phát cho ngày mai cho bà con nha. Dạ chào mấy chị. Dạ. Dạ xin tàu hủ hả? Tàu hủ ngon hả chị? Dạ đây. Dạ. Tàu hủ ngon hả chị? Ngon quá ngon rồi. Ngon quá ngon. Mấy cô nấu canh chua đó hết sức ngon rồi. Dạ. Tàu hủ ngon sức rồi. Mấy cô nói ngon con cũng mừng. Ngon, dạ. Ngon mà nấu vừa miệng ngon lắm. Dạ. Tại lần nhiệm chút đi. Dạ. Tại lần đầu á tụi con cũng không biết là nấu như thế nào á. Giờ thì nó cũng điều chỉnh lại được. Mày thôi xin tỏ. Dạ. Thế hào ở bên sông rồi tôi qua đây chơi rồi tôi lên. Dạ. Chị ở đâu qua chị? Bên sông. Dạ bên sông. Bên sông mà biết nhà bếp ăn của em luôn hả? Không có anh Thảo bên đây nhà. Dạ. Dẫn nó đó. Nó cũng mắc cỡ. Nó trời ơi mắc cỡ gì. Dạ. Không. Lấy một tam không kìa. Dạ. Không, dạ, trong lúc thì các cô chờ múc đồ ăn thì con với lại Ngăn cũng muốn giới thiệu lên cái bảng hiệu của mấy chị em tụi con nha. Thì ở đây tụi con cũng làm hai cái bảng hiệu rồi rất là đẹp luôn. Cho mọi người đến đây sẽ biết nhìn biết được cái bếp ăn tình thương của nhóm nữ miền Tây. Dạ. Cái màu đây. Đây. À, khi mà các cô chú đến á, thì nhìn lên là thấy được chữ bếp ăn tình thương. Là cái người đi bộ ở phía trước đi vô trong nhà thì cũng thấy được chữ bếp ăn tình thương luôn. Còn các cô chú ở ngoài sông á, đi á, làm săn bắt cá đồ này kia làm rẫy á, người ta cũng đi là bằng xuồng. Thì cũng đậu chiếc xuồng vô đây. Rồi người ta cũng đến nhà mình người ta dùng cơm. Dạ. Còn phía trước nữa. Dạ. Để cái chữ bếp ăn tình thương ở phía trước á, hiện tại thì còn cái bảng lớn nữa nhưng mà mấy chị em cũng chưa kịp chuẩn bị xong. Dạ thì con cũng xin thưa với các cô chú anh chị và các bạn nha, thì phần làm hai cái hộp đèn để tên là bếp ăn tình thương ở cổng trước và cổng sau với chi phí là 5.200.000 đồng. Dạ thì con xin chân thành cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân đã đóng góp vào cái bếp ăn tình thương. Ngày hôm nay niềm vui to lớn hơn nữa, rất là vui và hạnh phúc luôn khi được tiếp tục được sự hỗ trợ của quý Mạnh Thường Quân
vào cái bếp ăn tình thương nữa, với san sẻ cái yêu thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thạnh. Thì ngày hôm nay tiếp tục được sự đóng góp của Mạnh Thường Quân, đó là chú Phạm Minh gửi 300 đô qua PayPal tương ứng với số tiền là 6.600.000 đồng, và chú giấu tên hỗ trợ 1.000 USD tương ứng với số tiền là 2.300.000 đồng. Dạ, 1.000 USD là 23. 23 mới đúng rồi, có 2 triệu à? Con xin lỗi. Dạ, chú giấu tên hỗ trợ cho bếp ăn tình thương là 1.000 đô la tương ứng với số tiền là 23 triệu đồng. Dạ, thì phần 23 triệu đồng của chú Mạnh Thường Quân giấu tên sẽ làm chi phí cho bếp chính, đó là thím Năm. Thì hàng tháng thì con sẽ gửi chi phí cho thím Năm và công khai tài chính vào mỗi tuần. Thì con sẽ lập một cái trang riêng để dành riêng cho bếp ăn tình thương và công khai vào mỗi tuần. Thì con cũng mong là các cô chú, anh chị và các bạn sẽ qua cái trang Thôn Nữ Miền Tây 2. Con sẽ công khai chính xác phần chi phí mình sử dụng hàng ngày cho bếp ăn nha. Thì con cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều, san sẻ sự yêu thương phần nào khó khăn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Thạnh. Thì con xin chúc quý Mạnh Thường Quân luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng mạnh khỏe, tươi cười trong cuộc sống nha. Dạ, con xin chào các bạn. Bye bye.